nhà phố 247 và nhà đất 247 TV. Xin kính chào quý khách hàng thân mến. Thì hiện tại em đang đứng ở khu vực đó là bên hông nhà thờ Bình Hải nha anh chị. Nhà thờ này thuộc phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai. Từ vị trí này đi ra đường Nguyễn Ái Quốc thì chỉ tầm khoảng cỡ hơn 200 m chút xíu thôi nha anh chị. Đường ô tô thông thoáng. Thì từ ngoài đường mình vào đây thì khoảng 200 m nha anh chị. Đây, đây là cái hẻm vào đến cái căn nhà mà em chuẩn bị giới thiệu đến quý anh chị ạ. Đường này bề ngang nó tầm khoảng cỡ 2,5 m nha anh chị. Đó thì từ đây mình đi vào khoảng cỡ 40 m nữa là đến vị trí của căn nhà em giới thiệu với anh chị ạ. Căn nhà này nó có cái thông tin như sau. Bề ngang của nó là 4,2 m, sâu vô trong là 9,5 m nha anh chị. Tổng diện tích của nó là 40 m², sổ hồng riêng, thổ cư 100%. Thì cái kết cấu của căn nhà này là một trệt một lầu, xây rất là kiên cố luôn nha anh chị, cực kỳ kiên cố và cứng cáp luôn ạ. Đó ngay chỗ cái hàng rào màu xanh dương đó anh chị. Vị trí này thì kết nối giao thông thì cực kỳ thuận lợi luôn. Đi chợ thì mình xuống chợ Tân Phong mình tầm khoảng 400 m nha anh chị. Nhà thờ thì đi ra chỉ có chút xíu là tới nhà thờ rồi. Còn đi vào quảng trường tỉnh và những cái phường lân cận trung tâm thành phố Biên Hòa rất là gần luôn, đi khoảng cỡ chưa tới 5 phút là tới rồi. Đây đây là vị trí căn nhà nè anh chị. Nhà xây dựng rất là kiên cố luôn ạ, một trệt một lầu. Bề ngang của nó là 4,2 m nha anh chị. Tính từ cái vị trí vách tường này nè, qua vách tường bên đây, ngang 4,2 m, sâu vô trong là 9,5 m nha anh chị. Nhà thì hiện tại là có 3 phòng ngủ ạ. 3 phòng ngủ là ở trên hết, ở dưới là mình chỉ có phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh thôi ạ. Nhà thì chủ nhà mới vừa sơn lại rất là sạch sẽ luôn. Nhà này là sạch sẽ, giờ mình về là chỉ ở thôi chứ không có cần phải làm gì nhiều ạ. À. Nó trần xây cũng rất là cao, rất là mát luôn anh chị. Rồi đây là cái khu vực gian bếp nè anh chị. Nhà thì rất là cao ráo. Khu vực này bán kính 400 m là không có thiếu gì hết nha anh chị. Đó, khu vực này thì mình để máy giặt nè anh chị. Ở đây có lavabo ạ. Mình về mình có thể bỏ cái vách tường này đi, mình làm cái vách ngăn theo cái kiểu đời mới bây giờ mà nó có mấy cái vách ngăn bằng gỗ lên chị, nhìn nó rất là sang trọng và nhìn cái nhà nó sẽ thoáng hơn so với cái việc là mình để cái bức tường đó. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển lên trên cho mình cùng tham khảo bên trên nha anh chị. Nhà xây dựng rất là kiên cố luôn, cầu thang đi rất là chắc chắn à. Ở trên này thì vừa mới sơn sửa lại, nhìn rất là sạch sẽ luôn ạ. Có tổng cộng là 3 phòng ngủ nha anh chị. Đây, phòng ngủ thì nói chung là tương đối nó cũng nhỏ chứ không có rộng lắm à. Nhà thì chỉ có một nhà vệ sinh ở bên dưới thôi nha anh chị. Phòng ở phía trước này thì có cửa sổ và có ban công rộng hơn hai phòng ở bên sau kia. Thì căn nhà này hiện tại đang được chào bán với giá là 2,5 tỷ, có bớt lọc may mắn cho khách hàng thôi chứ không có thương lượng nhiều nha anh chị. Vị trí của căn nhà này thì quá tuyệt vời rồi. Thì bây giờ nói chung là so với cái mức giá tầm 2,5 tỷ thì một căn nhà cứng cáp một trệt một lầu như thế này thì quá tuyệt vời luôn. Đường trước nhà là xe Kia Morning đến tận nhà nha anh chị.
phía trước này có cái ban công là rất là mát luôn. Mình về mình trang trí thêm cây cảnh ở phía trước này nữa là rất là tuyệt vời. Cái căn nhà này nằm ngay trung tâm thành phố luôn, mình di chuyển những cái phường khác cũng rất là thuận tiện ạ. Đó, thì sơ bộ về thông tin về căn nhà, vị trí của căn nhà thì em cũng để giới thiệu cho anh chị hết rồi. Anh chị xem tham khảo, nếu thấy thích cái căn nhà này và thích vị trí của cái căn nhà này thì hãy liên lạc lại với bên em theo số hotline trên màn hình hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận á. Em sẽ gọi lại tư vấn và gửi sổ cho anh chị xem tham khảo ha. Ngoài ra thì ở bên kênh bên em á có nhận ký gửi nhà và đất ở khu vực thành phố Biên Hòa. Anh chị nào có nhu cầu cần bán á hãy gửi cho bên em theo số hotline trên màn hình nha anh chị. Anh chị xem thấy hay nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những cái sản phẩm mới mỗi khi em ra video. Ngoài ra thì trên kênh còn có rất nhiều cái sản phẩm khác nữa, anh chị có thể lên đó xem tham khảo thêm. Nếu ưng cái vị trí của căn nhà hoặc lô đất nào đó thì hãy liên lạc lại với bên em sẽ hỗ trợ dẫn mình đi xem trực tiếp để trải nghiệm luôn nha anh chị. Đó, ở phía dưới có cái phòng khách rất là rộng rãi luôn. Cái bức tường này mình có thể thay thế bằng một cái vách ngăn thành gỗ đời mới bây giờ, nhìn nhà nó rất là thoáng và rất là đẹp, nhìn nhà sẽ sang hơn rất là nhiều luôn đó anh chị. Phòng khách thì khá là rộng, trần nhà thì mình xây rất là cao ráo luôn nha anh chị. Đó, xây rất là cao làm cho cái nhà nó rất là thoáng luôn ạ. Nhà này về thì nói chung nếu ai thích cái độ sang trọng thì mình có thể sửa lại chút xíu về cửa, mình thay những cái chất liệu mới như là cửa nhôm si pha bây giờ đó anh chị, rồi làm lại cái vách ngăn hay cái đoạn nữa, làm lại cái vách ngăn là tuyệt vời, cho cái vách ngăn nó dời lên tí xíu để cho cái gian bếp nó được rộng rãi. Còn ở phòng khách này nói chung là nó nhìn là nó hơi rộng so với căn nhà, mình đưa cái vách tường đó, bỏ cái vách tường nó ra để làm cho cái bếp nó rộng hơn thì cái nhà nhìn nó sẽ cân đối rất là đẹp ạ. Rồi em xin nhắc lại là cái nhà này đang được chào bán với cái giá là 2 tỷ rưỡi có thương lượng nha anh chị. Rồi em cảm ơn anh chị rất nhiều, em chào anh chị ạ.